Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình bề trên ban phúc, đón cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban mệnh vận trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mồng 1 khấn trời, mồng 10 giàu sang, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, tiền về như lá rụng, vào nước đố đổ dách, đúng trong tháng 10 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thân mến, đây không phải là lời dự báo hay gì cả. Chỉ đơn thuần là một lời tâm sự động viên thời kỳ phi thường cần cách xử lý phi thường và mọi quyết định phải đủ sự cẩn thận kỹ lưỡng. Đinh Tỵ đang trong cái đoạn phi thường như vậy, nói là đoạn thời thế dần xoay, thời vận rung chuyển. Mọi thứ tưởng ổn lại có sự đổi thay, mọi thứ tưởng yên lại có sự chuyển cảnh. Định hình hiện tại là thời điểm lựa chọn, là thời điểm 77 sẽ bộc lộ bản tâm và cái điều họ thật sự mong muốn một cách rõ rệt nhất. Tuy có chút khó khăn, nhưng cũng là cái đoạn mà 77 thấu hiểu điều họ thật sự cần, con đường mà họ hướng tới, và nửa đời còn lại họ sẽ có cuộc sống như thế nào. Thưa quý mệnh chủ, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho quý cô bác anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 10 âm lịch để giúp cho quý cô bác anh chị cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến đây, mời quý cô bác anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Đầu tiên, tổng quan tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nam nữ mệnh. Tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, mệnh thổ, sa trung thổ, đất pha cát, khắc dương liễu mộc, xương con rắn, tướng tinh con chim cú, con nhà huỳnh đế, số phú quý, cuộc đời được bà chúa Ngọc độ mạng. Đinh Tỵ, cuộc đời cũng qua nhiều sóng gió, nhưng khi đến tuổi trung niên thì hưởng được một cuộc sống khá đủ đầy, phải nhờ đến gia tộc, người thân mới có thể phát triển được sự nghiệp và cơ nghiệp trong cuộc đời. Dựa theo lá số tử vi cho thấy, Đinh thuộc hành quả và Tỵ cũng vậy, do đó năng lượng quả kép ngày càng tăng, thêm sự hấp dẫn cho người tuổi Tỵ. Những người sinh năm Đinh Tỵ có nghĩa là rắn lửa, luôn rất năng động, hăng hái cả về thể chất và tâm trí. Đặc biệt, người sinh năm Đinh Tỵ 1977 còn rất khôn ngoan, thông minh và thích những thứ mang tính sáng tạo. Đôi lúc họ cũng rất tò mò, thích khám phá trải nghiệm những vùng đất mới và thử thách mới. Trong cuộc sống hàng ngày, người sinh năm 1977 rất thân thiện và dễ giao tiếp. Con giáp này không ngại ngần thể hiện quan điểm của bản thân trong tập thể và có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý muốn của mình. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Đinh Tỵ rất nhiệt tình, gợi cảm, nhưng dễ đa nghi và thường hay ghen tuông. Rắn lửa rất hay và rất thích thể hiện tình yêu của mình một cách thái quá, đôi khi họ còn áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương. Cho nên muốn trở thành người bạn đời của Đinh Tỵ, bạn nhất định phải là người thận trọng và giàu lòng vị tha. Cuộc đời của nam mạng tuổi Đinh Tỵ phải trải qua khá nhiều sóng gió, nhưng đến trung vận lại được hưởng một cuộc sống đủ đầy. Số phận phải nhờ đến người thân và họ hàng mới có thể phát triển được sự nghiệp cuộc đời. Danh vận của con giáp này không lên cao, nhưng vẫn nhẹ nhàng yên ổn, cuộc sống diễn tiến theo mức độ bình thường. Còn nữ giới tuổi Đinh Tỵ cuộc đời có đôi chút khổ cực, nhưng thời kỳ trung vận sẽ gặp nhiều may mắn. Họ có công việc ổn định và tạo ra tiền bạc, đủ ăn, đủ tiêu, chứ không thật sự giàu sang phú quý. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977.
Tử Vi tháng 10 âm lịch 2024 của 12 con giáp cho biết, người tuổi Đinh Tỵ đang có những bước phát triển rõ rệt trong tháng mới. Thời điểm này bản mệnh hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vận khí ủng hộ, bản mệnh mạnh mẽ tiến về phía trước. Nhờ sự giúp đỡ của cục diện tam hội và nhiều các tinh, con giáp này hành sự thông thuận, đạt được nhiều thành tích đáng nể trong sự nghiệp, vận quý nhân cũng khá vượng. Bạn vừa được dẫn dắt trên con đường tiến gần hơn đến mục tiêu của mình, lại vừa có cơ hội xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Chỉ cần bạn có đủ quyết tâm thì việc gì cũng làm được. Mọi việc tiến triển tốt, kéo theo tài lộc dồi dào là điều tất yếu. Hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Thu nhập đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ phụ thuộc vào đồng lương chính thức. Các hợp đồng được ký kết tiến hành, giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Vận khí vượng nên chuyện tình cảm của tuổi Đinh Tỵ cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Người độc thân cũng có nhiều dễ tin theo đuổi. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình vợ chồng hạnh phúc. Ngay cả những mâu thuẫn trước đó cũng được tháo gỡ, nên tâm tư con giáp này vô cùng thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn. Tháng 10 âm lịch này công việc khá thuận lợi, nhưng để được như vậy, tuổi Đinh Tỵ cũng phải bỏ ra không ít công sức. Do đó bạn nên chú ý chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Bên cạnh việc chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường sức đề kháng thì cũng phải nuôi dưỡng tinh thần thoải mái, vui vẻ. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trị tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, cục diện tam hội thái tuế kết hợp với các tinh chính quan che chở, báo hiệu công việc của tuổi Đinh Tỵ đang ở giai đoạn tiến triển thuận lợi, gặt hái không ít thành công lớn, mang về cả danh tiếng và tiền bạc. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, bạn đang hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vận khí ủng hộ bạn mạnh mẽ tiến về phía trước, vậy nên cần nắm bắt thời cơ này một cách chặt chẽ. Hầu hết thời gian trong tháng công việc đều suôn sẻ, sự nỗ lực của bạn được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng, dù là người làm công ăn lương hay làm tự do. Con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được, bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được, nên uy tín cũng được nâng cao. Vận quý nhân cũng khá vượng, bạn vừa được dẫn dắt trên con đường tiến gần hơn đến mục tiêu của mình, lại vừa có cơ hội xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Bản mệnh cũng chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo. Hãy tự tin thể hiện tài năng, không phải che giấu bất cứ điều gì nữa. Thời của bản mệnh đã đến, tháng này tuổi Đinh Tỵ còn có dịch mã chiếu mệnh. Điều này cho thấy bạn sẽ có những cuộc đi xa để hợp tác, đàm phán làm ăn. Thông qua những cuộc hội họp, hội thảo hoặc công tác, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và được họ chỉ dẫn nhiều kinh nghiệm quý giá. Tất nhiên, những chú rắn sẽ có một tháng bận rộn, nhưng bù lại có nhiều cơ hội khẳng định tài năng phát triển sự nghiệp. Lại thêm sao hữu bật xuất hiện, bản mệnh đã dự tính làm gì thì sẽ thực hiện bằng được, tỷ lệ thành công cao, được cấp trên tin tưởng giao nhiều trọng trách. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng tuổi Đinh Tỵ được các tinh trợ mệnh, mang tới nhiều vận may tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Hơn nữa, thu nhập đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ phụ thuộc vào đồng lương chính thức. Thời điểm này, cả chính tài và gia thứ tài của con giáp này đều có xu hướng tăng. Bản mệnh theo nghiệp kinh doanh thì buôn may bán đắt, một vốn bốn lời, doanh thu nằm ngoài dự kiến. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh, quay dòng nguồn vốn, một ngày nào đó sẽ được hưởng mức lợi nhuận xứng đáng. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Các mối quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, ký kết được nhiều hợp đồng lớn, thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Tất nhiên áp lực là thứ không thể thiếu, chẳng có con đường nào tới thành công trải toàn hoa hồng. Song con giáp này nếu dám chấp nhận thử thách thì sẽ có được thứ mình muốn. Lưu ý rằng trong tháng 10 âm lịch này có ảnh hưởng từ dịch mã động tinh, đồng nghĩa là bản mệnh tất bật, vất vả trong sự nghiệp cũng như công cuộc làm giàu, nhưng bù lại tài lộc càng vượng. Có điều trong tháng có nguyệt lệnh lâm tử, con giáp này phải chi tiêu khá nhiều tiền bạc, không phải cho chi phí sinh hoạt, thì cũng là những chuyện bất ngờ phát sinh.
bạn nên có kế hoạch quản lý tài chính hợp lý. Cho vay mượn cần đúng người, đúng việc. Đồng thời cũng phải học cách chi tiêu tiết kiệm. Bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 10 âm lịch. Vận khí dượng nhờ tam hội, nên chuyện tình cảm của tuổi Đinh Tỵ cũng hứa hẹn có nhiều tin vui bất ngờ. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng thăng hoa, gia đình, vợ chồng hạnh phúc. Ngay cả những mâu thuẫn trước đó cũng được tháo gỡ, nên tâm tư con giáp này vô cùng thoải mái, làm gì cũng thấy vui vẻ và thuận lợi hơn. Các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu, dễ đi đến quyết định mới với mối quan hệ của mình, trải qua nhiều thử thách. Cả hai đều khá chắc chắn về tình cảm của bản thân, có thể xem xét để về ra mắt hai bên gia đình tính tới chuyện tương lai. Người độc thân cũng có nhiều vệ tinh theo đuổi, thời cơ đã đến, nên hãy cố gắng sắp xếp, cân bằng công việc để tìm cho mình một người bầu bạn bên cạnh. Còn nếu đã có sẵn đối tượng trong lòng, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, để sau này không có gì phải hối tiếc. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 10 âm lịch. Tháng này công việc thuận lợi, nhưng để được như vậy tuổi Đinh Tỵ cũng phải bỏ ra không ít công sức. Do đó, bạn nên chú ý chăm sóc sức khỏe cẩn thận. Cần đặc biệt lưu ý rằng, nguyệt lệnh lâm tử cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hiểm nguy, tai nạn bất ngờ. Bên cạnh việc chăm chỉ luyện tập thể thao để tăng cường sức đề kháng, thì cũng phải nuôi dưỡng tinh thần thoải mái, vui vẻ, làm việc hay đi lại, tham gia giao thông đều cần chú ý giữ an toàn, tỉnh táo. Sau đây là phần cẩm nang dưỡng dẫn cho con giáp tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong tháng 10 âm lịch 2024. Khẩu quyết: tháng 10 âm lịch này, bản mệnh chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo của bản thân mình, khiến mọi người có cái nhìn khác hoàn toàn về bạn. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu tím và màu hồng. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Tử vi tuần 1 tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Bước sang tuần mới, Thái Dương Cát Tinh giúp người tuổi Đinh Tỵ làm việc với nguồn năng lượng tích cực. Cũng bởi vậy, bạn đạt được nhiều thành tích khởi sắc trong công việc. Bản mệnh vẫn đang cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, được cấp trên ghi nhận và ưu ái dành cho nhiều cơ hội để phát triển hơn trong tương lai. Tuy nhiên, con đường thăng tiến tưởng như bằng phẳng đó của bạn lại có thể gặp chút rắc rối, do có người cố tình đơm đặt chuyện thị phi sai lệch hoàn toàn với sự thật. Để phá hoại danh dự của con giáp này, bản mệnh cần giữ tinh thần vững vàng để ứng phó với những thủ đoạn xấu của tiểu nhân. Không chỉ công việc thuận lợi, mà vận tài chính cũng vô cùng hanh thông. Bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm những gì bản thân yêu thích tại thời điểm này. Nếu bạn muốn tiến hành cầu tài, cầu lộc thì sẽ được như ý. Bạn không nên chần chừ, do dự, vì càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, may mắn càng rời xa. Cũng nhờ có Cát Tinh, nên chuyện tình cảm của Đinh Tỵ có những tiến triển rõ rệt với các cặp đôi. Người ấy phần nào dẹp bỏ cái tôi và nhường nhịn bạn, như vậy mà mối quan hệ của cả hai thêm gắn bó, hạnh phúc hơn. Với người độc thân, chỉ cần bạn mở lòng thì không khó để gặp được người phù hợp. Tử vi tuần 2 tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Tử vi tuần mới của tuổi Đinh Tỵ cho thấy thành công đang gõ cửa nhà tuổi Đinh Tỵ. Khi tuần này bạn được các tinh thiên đức trợ mệnh, chẳng cần đi đâu xa, làm điều gì quá lớn lao hay phải lao mình vào những công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn lâu dài, bạn vẫn sẽ thành công theo cách riêng của mình. Thành tích sẽ vô cùng đáng nể. Công việc có quý nhân giúp sức, nên dù gặp phải không ít khó khăn thì sau cùng bạn vẫn hóa giải được hung hiểm, hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, con giáp này cũng phát huy được những tiềm năng còn chưa khai phá của mình, xác định được hướng đi mới trong tương lai. Tình hình tài chính cũng từ đây mà có chuyển biến tích cực. Ngoài nguồn thu từ công việc chính thì tuổi Đinh Tỵ còn có thu nhập từ việc kinh doanh. Buôn bán càng thành công, bạn càng muốn dấn thân nhiều hơn vào công việc và ra sức cống hiến cho xã hội. Nhân duyên trong tuần có phần khởi sắc nhưng chưa rõ rệt. Không phải là không có đối tượng nào, mà do bạn chưa có nhiều cảm xúc, nên thái độ vẫn khá rửng rưng. Thế nhưng khi gặp được rồi thì đừng cân đo đong đếm quá nhiều,
vì không dễ dàng gì mới gặp được người có duyên nợ với mình. Tử vi tuần 3 tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Sao tử vi dự báo, tuổi Đinh Tỵ sẽ có một tuần làm việc tuyệt vời, với nhiều cơ hội để bạn tỏa sáng, bứt phá so với chính những đồng nghiệp xung quanh. Bạn làm việc hăng say và mang lại hiệu quả cao, hãy tranh thủ thời gian này để tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như gia tăng thu nhập cho bản thân. Nhìn chung, cuộc sống của bạn đang dần trở về quỹ đạo như ban đầu, sẽ không còn những biến cố hay sự kiện đột xuất nào xảy đến khiến bạn phải căng thẳng. Trái lại, bạn sẽ trải qua một tuần lễ khá an nhàn. Để không cảm thấy nhàm chán, bạn có thể tự mình lập kế hoạch mới để năng động hơn trong thời điểm này. Do vận khí tăng nên đường tài lộc khá vượng. Nếu muốn tiến hành cầu tài, cầu lộc trong tuần này cũng sẽ được như ý, bạn không nên chần chừ. Do dự, vì càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút, dù muốn làm nhưng cũng không gặt hái được thành quả gì đáng kể. Vẫn biết công việc là quan trọng, nhưng bạn cũng nên học cách phân bổ thời gian cho gia đình, bạn bè và chính mình. Thỉnh thoảng ra ngoài ăn uống, mua sắm hay tham gia các hoạt động giải trí sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc sống thú vị hơn. Tử vi tuần 4 tháng 10 âm lịch của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Thiên đức các tinh cho thấy tuổi Đinh Tỵ khá may mắn trong tuần mới và thường xuyên được mọi người xung quanh quý mến. Càng khiêm tốn và thoải mái thì sát khí trên khuôn mặt càng hồng hào và đẹp lâu, chớ suy nghĩ nhiều mà khiến bản thân hao mòn. Công việc đầu tuần không có tiến triển, đứng yên tại chỗ, xui hơn thì dễ gặp tiểu nhân gây phiền phức cho mình. Bạn càng làm tốt thì càng lắm kẻ âm thầm ghen ghét và tức tối, muốn bạn gặp họa để thụt lùi. Càng về cuối tuần càng đỡ mệt và may mắn hơn rất nhiều, nhất là những bạn làm trong ngành kỹ thuật, buôn bán tự do, nông nghiệp hoặc thủy hải sản. Vận may về tiền bạc sẽ tiếp tục thăng hoa trong tuần này, nhờ sự quản lý, đầu tư táo bạo và đúng đắn của bạn. Bạn nên giao tiếp nhiều hơn với những người có kinh nghiệm, không tiếc một buổi ăn uống. Bạn sẽ có cơ hội nhận được thông tin đầu tư đáng tin cậy từ họ. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, dễ dàng hơn. Tử vi trong tuần cảnh báo, những người còn độc thân coi chừng bị lừa tình lúc nào không biết. Hẹn hò nên có chọn lọc và tìm hiểu kỹ, đừng vì cảm nắng mà đánh mất khoảng thời gian vui vẻ của bản thân. Trong chuyện bạn bè, bạn thì ít mà bè thì nhiều. Đinh Tỵ biết rõ nhiều bạn không ưa mình, nhưng âm thầm chịu đựng, không muốn vạch trần. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh. Đó là tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, an lành và tinh thần lạc quan trong đời sống. Người sinh tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 mệnh Kim Bạch Kim thường mang trong mình khả năng đối mặt với các phép thuật và khó khăn một cách quyết đoán. Tượng Phật Di Lặc dưới biểu tượng của một vị Phật mang bao tải tiền và mỉm cười hạnh phúc. Điều này thể hiện sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống và sự giàu sang, phú quý. Tượng Phật Di Lặc thể hiện tinh thần hòa hợp, đồng cảm và lòng bác ái. Điều này phù hợp với bản chất thông minh, trí thông minh của người tuổi Đinh Tỵ, khi họ có khả năng thông minh và kết nối với người khác một cách tốt đẹp. Với tư duy linh hoạt và sự kiên nhẫn của mình, tuổi Đinh Tỵ có thể tận dụng tượng Phật Di Lặc để tạo ra môi trường tích cực và hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Tượng này nhắc nhở họ về tầm quan trọng của lạc quan, hòa thuận và lòng bác ái, giúp họ vượt qua khó khăn và tạo nên cuộc sống thịnh vượng và an lành. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là một biểu tượng phong thủy quan trọng trong văn hóa Á Đông, được coi là linh vật mang đến may mắn, bình an và bảo vệ. Đối với người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tượng Tỳ Hưu có ý nghĩa đặc biệt và tương hợp. Tượng Tỳ Hưu được coi là biểu tượng may mắn, mang lại sự bình an cho gia đình và cuộc sống. Đối với người tuổi Đinh Tỵ, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ thu hút năng lượng tích cực, tạo ra môi trường thịnh vượng và an lành,
Tượng Tỳ Hưu cũng được cho là có khả năng bảo vệ khỏi những thế lực tiêu cực và hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Với khó khăn của tuổi Đinh Tỵ, tượng Tỳ Hưu có thể giúp họ vượt qua những thách thức một cách bình an. Tượng Tỳ Hưu thường được kết hợp với tài lộc và thịnh vượng. Với tầm nhìn mở rộng và tinh thần trách nhiệm, tuổi Đinh Tỵ có thể tận dụng tượng Tỳ Hưu để thu hút cơ hội tốt trong sự nghiệp và tài chính. Ngoài ra, tượng này có thể giúp hóa giải những trở ngại trong mối quan hệ và mang lại sự hòa hợp. Tóm lại, tượng Tỳ Hưu mang đến nhiều ý nghĩa tích cực cho người tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, bao gồm may mắn, bình an, bảo vệ thịnh vượng và sự hòa hợp trong nhân duyên. Nó có thể là một biểu tượng đáng giá để họ mang theo, nhằm tạo ra một môi trường tích cực và thịnh vượng trong cuộc sống hàng ngày. Thiềm Thư, cốc ba chân. Tượng Thiềm Thư là một biểu tượng phong thủy quan trọng, mang ý nghĩa tài lộc, thịnh vượng, bình an. Đối với tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, tượng Thiềm Thư mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Người tuổi Đinh Tỵ thường có bản lĩnh và sự mạo hiểm trong cuộc sống. Tượng Thiềm Thư có thể hỗ trợ và tăng cường khả năng này bằng cách thu hút khả năng tài lộc và thịnh vượng. Với khả năng đối mặt với khó khăn và các thách thức, vật phẩm này có thể giúp họ vượt qua trở ngại và tạo ra môi trường kinh doanh, công việc và tài chính thịnh vượng. Ngoài ra, tượng Thiềm Thư còn mang ý nghĩa của sự bình an và bảo vệ đối với người tuổi Đinh Tỵ. Điều này có thể giúp họ duy trì tinh thần lạc quan và tự tin, đồng thời hóa giải những nguy cơ tiềm tàng. Tượng Thiềm Thư không chỉ là một biểu tượng mang tính tâm linh, mà còn là một biểu tượng thể hiện quyết tâm và sự kiên nhẫn của người tuổi Đinh Tỵ để đạt được thành công và thịnh vượng trong cuộc sống. Quả cầu phong thủy. Quả cầu phong thủy với hình dáng tròn trịa và trong suốt, tượng trưng cho sự hoàn hảo và sự thịnh vượng. Đối với tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, quả cầu có ý nghĩa đặc biệt về bình an và tài lộc. Hình ảnh của nó thể hiện sự cân bằng và sự hoàn hảo, nhắc nhở họ luôn tìm kiếm sự thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống. Quả cầu cũng có khả năng tạo nên không gian yên bình và bình an trong môi trường sống của họ. Bên cạnh đó, quả cầu phong thủy cũng có thể là biểu tượng tài lộc và may mắn. Sự trong suốt của nó tượng trưng cho sự mở cửa tới những cơ hội và tiềm năng khi đặt ở những vị trí chiến lược trong không gian sống. Quả cầu có thể tạo ra luồng năng lượng tích cực và thu hút tài lộc vào cuộc sống của họ. Tháp Văn Xương. Tháp Văn Xương với hình dáng tượng trưng cho sự tiến xa về kiến thức, có khả năng mang đến sự hỗ trợ trong việc học tập và trau dồi tri thức. Đối với tuổi Đinh Tỵ sinh 1977, Tháp Văn Xương có ý nghĩa về việc duy trì và phát triển kiến thức. Hình ảnh của tháp thể hiện tầm nhìn xa hơn và khao khát tiến bộ. Bằng cách đặt Tháp Văn Xương trong không gian làm việc hoặc học tập, vật phẩm có thể tạo ra một môi trường thúc đẩy việc học hành và nâng cao trí tuệ. Tháp Văn Xương có thể giúp người tuổi Đinh Tỵ tránh xa những năng lượng tiêu cực và giữ cho tâm hồn của họ luôn trong trạng thái sáng suốt và tích cực. Bên cạnh đó, Tháp Văn Xương còn là biểu tượng của sự thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống. Quý khán giả thân mến, có người đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, chẳng cần tính toán, vẫn liên tục phát lộc phát tài. Gặp khó khăn lại hóa ra là chuyện đáng mừng, hoặc thậm chí rất nhiều người gặp tai nạn thì cũng chỉ mình họ được sống sót, và chúng ta thường thốt lên rằng: quả là những người may mắn, và may mắn đó có phải từ trên trời rơi xuống, tại sao chỉ có số ít người có được, còn hầu hết là không? Theo lời Phật dạy, chỉ có duy nhất phước đức chính bản thân mình tích tụ không chỉ ở đời này mà còn từ bao đời trước là thứ tạo nên may mắn cho một người. Đức Phật từng nói, ở đời có thịnh ắt có suy, có hội hợp ắt có ly tán, lành dữ vô thường, hạnh phúc tự mình chuốc lấy. Quả thật có hạnh phúc, có gặp may hay không là do tự mình tạo ra. Ta tạm hiểu rằng, mỗi người sinh ra đều có sẵn một dụng phước riêng, có người có ít, có người có nhiều, không thể hoán đổi, không thể cho đi, có muốn săn ăn trộm cũng không được. Người có phúc đức lớn thì họ sẽ trở thành những người dương giả, sống giàu có. Nếu họ biết chăm bẩm cho dụng phước của mình tươi tốt thì duy trì được may mắn dài lâu. Thế nhưng trong trường hợp ngược lại, họ sử dụng thoải mái, phước lộc đang có mà không tu bổ, thì dụng phước ngày càng hoang tàn, sơ sát, tiêu điều. Lúc đó thì đừng hỏi tại sao mình hay gặp xui xẻo. Người phúc đức nhỏ thì dụng phước vừa phải, khiêm tốn, đủ để sống cuộc đời bình thường. Con người có phúc phận nghèo nàn thì dụng phước nhỏ, lúc nào cũng phải tìm cách sống chật vật qua ngày. Cách để nhận diện một người kém phước đó là: họ dù chăm chỉ, thông minh, nhưng cũng vẫn phải vất vả, khó nhọc, tự lo mọi việc, ít khi nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Thế nhưng,
Nếu họ không nề hà việc vất vả mà tìm cách cày xới, làm cho ruộng mình màu mỡ, thì tuy không thuận lợi như người ta, nhưng cuộc sống nhất định sẽ khá lên. Vì thế, thay vì thực hiện mọi việc như cũ, ta nên tìm cách cải thiện ruộng phước của chính mình trước khi muốn nghĩ tới một kế hoạch gì đó quá xa xôi. Có thể thấy ruộng phước của mỗi người không cố định, vẫn có thể cải tạo được nếu chúng ta biết cách, cũng như việc nước chảy thì bèo mới trôi, gió lay thì cây mới động. Con người cũng vậy, phải có lao động, phải có sinh hoạt xã hội thì mới tạo ra những nhân duyên mới. Nhân tốt đẹp tạo ra quả ngọt, nhân xấu xa tạo ra quả đắng chát. Dân, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Đinh Tỵ sinh 1977. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.